Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế. Ukraine và Nga ngày 28 tháng 3 chuẩn bị cho cuộc hòa đàm trực diện đầu tiên sau hơn 2 tuần, nhưng một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay tổng thống Nga Vladimir Putin dường như không sẵn sàng thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Ukraine nói hy vọng cao nhất của phía Ukraine tại các cuộc đàm phán là ngưng bắn. Vòng đàm phán lần này sẽ được tổ chức tại Istanbul vào ngày 29 tháng 3 sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 27 tháng 3. Chúng tôi không trao đổi con người, đất đai hay chủ quyền, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định. Trong các thành phố Ukraine đang bị bao vây trong tuyệt vọng, đe dọa về những cuộc tấn công của Nga đã chặn lối thoát, di tản của người dân hai giới chức Ukraine nói. Trong đó có thành phố Mariupol bị tàn phá, mà thị trưởng nói có 160.000 người vẫn còn bị kẹt lại. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc cho hay đã có thể đưa lương thực và phẩm vật y tế vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Nga và cũng là một trong những thành phố tổn hại nặng nề nhất. Một tên lửa phá tung bức tường của một trường học Kharkiv từ tờ mờ sáng. Thị trưởng Erpen gồm Kiev nói các lực lượng Ukraine đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn và một giới chức quốc phòng Mỹ cho hay Ukraine đã tái chiếm thị trấn Troyanets phía nam Sumy và đang tiếp tục chiếm thế trở lại. Bộ Quốc phòng Nga nói binh sĩ Nga đã phá hủy kho đạn tại vùng Sitomir phía tây Kiev và đã tấn công 41 địa điểm quân sự của Ukraine trong 24 giờ qua. Reuters không thể kiểm chứng tức thì bất cứ phúc trình nào. Thay đổi mục tiêu, các cuộc thảo luận vào ngày 29 tháng 3 sẽ là các cuộc gặp trực tiếp đầu tiên từ cuộc gặp gây gắt giữa ngoại trưởng hai nước hôm 10 tháng 3. Một dấu hiệu cho thấy có sự chuyển đổi sau hậu trường trong khi cuộc xâm lược Nga đã chững lại và các chế tài đã bắt đầu ngấm tại Nga. Chúng tôi đã phá vỡ huyền thoại là không thể thắng được quân đội Nga. Chúng tôi kháng cự lại cuộc xâm lược của một trong những đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới và đã thành công làm cho họ thay đổi mục tiêu, đô trưởng Kiev Vitaly Klitschko nói. Ông cho hay đã có 100 người thiệt mạng trong thủ đô, kể cả 4 trẻ em và 82 tòa nhà nhiều tầng bị hủy hoại. Không thể nào kiểm chứng các con số. Quân đội Nga trong tuần qua ra chỉ dấu là sẽ tập trung vào việc nới rộng lãnh thổ do các phân tử ly khai chiếm giữ tại phía đông Ukraine. Nhưng Ukraine nói không thấy dấu hiệu Nga từ bỏ kế hoạch bao vây thủ đô. Nga đã ngắm mục tiêu tiến chiếm thủ đô Kiev khi khai hỏa xâm lược hôm 24 tháng 2. Các giới chức Ukraine cho rằng Nga có thể muốn thỏa hiệp nhiều hơn trước sức kháng cự mạnh mẽ của Ukraine và sự thiệt hại nặng nề của Nga.